Tại sự kiện Việt Spring 2024 đang diễn ra tại Cà Mau, thương hiệu Dr. Thơm trực thuộc công ty cổ phần công nghệ Aqua Delta nằm trong hệ sinh thái Vietgem đã mang đến những sản phẩm và giải pháp tiên tiến tối ưu trong ngành tôm Việt Nam. Tham gia triển lãm lần này, Dr. Thơm có sự chuẩn bị quy mô mang đến cho khách tham quan nhiều hệ thống máy phát hiện bệnh và các chế phẩm xử lý nước nuôi tôm, ngăn ngừa bệnh EHV cùng với công nghệ hoàn toàn mới vượt trội như công nghệ plasma nano duy nhất tại Việt Nam, hiệu quả diệt khuẩn đạt 99,99%, an toàn tuyệt đối trong ao có tôm, công nghệ hóa sinh miễn dịch kích thích, tăng cường đề kháng và miễn dịch cho tôm nuôi. Dr. Thơm hiện đang là đơn vị hàng đầu cung cấp các sản phẩm giải pháp chẩn đoán nhanh bệnh trong nuôi trồng thủy sản với độ chính xác cao. Việc mong muốn mang đến cho ngành nuôi tôm một sản phẩm giải quyết được tất cả các vấn đề cho ngành nuôi tôm, cũng như là giúp cho người bà con nông dân sử dụng các sản phẩm một cách hiệu quả và an toàn. Tại sự kiện lần này, các đối tác khách hàng sẽ được các chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm của Dr. Thơm giới thiệu các thiết bị tiên tiến hiện đại hỗ trợ việc nuôi tôm, được các chuyên gia tư vấn các giải pháp chẩn đoán bệnh tốt nhất, nhanh nhất, hữu ích nhất bằng công nghệ PCR đẳng nhiệt tại một điểm, một kỹ thuật mới giúp cho thời gian phản ứng nhanh hơn, thao tác vận hành và đọc kết quả đơn giản hơn mà vẫn cho độ nhạy và độ đặc hiệu đạt mức cao.